đây có Nguyễn Thị. Alo, alo. Đây có Nguyễn gì? Nguyễn Thị Bùi. Bùi Thiên Thi gì đó. Các cô Phương Linh nói về sự hại của Thiên Long Sơn nói còn là không biết sự thật. Ở đây đừng có nhắc tới Phương Linh nữa nha. Nhỏ này vợ bị tẩu hóa nhập ma, muốn dùng tên Ngô Tuấn Kiệt để quảng cáo ba bán ba đồ. Kiệt cho nó 100.000, lúc đó là Kiệt biết điện tránh. Nên đừng có đem cái tên mình chung với mấy người này nữa nha. Với lại ở dưới cái chế độ Việt Nam á, Việt Cộng á, nên những cái kênh YouTube hay những người giàu có chánh nghĩa họ cũng thành ra phi nghĩa nữa. Không có đáng để nhắc tới nữa nha. Rồi nó rồi, cái mạng của nó là vừa cũng cứu lại ba cây nhang á. Nên là khi cho tiền rồi á thì trong lúc đó tính lúc đó thôi, còn lúc này mà đường ai nấy đi. Ai làm tội sẽ bị nghiệp quả gánh chịu. Nên ở dưới chế độ Việt Nam nhiều lúc khó tự chủ những cái lời nói của họ, hiểu sau lưng đến sao đó. Còn tất cả con họ Thiên không có ai được có tới làm phiền Phương Linh đó. Cổ giờ là tà rồi đó. Đến Thiên Môn Minh đến năm 2025 chú Kiệt về nè, không phải năm nay nè, 2023. Đừng có ông Giang Đức Thầy 2 năm mình chỉ đón 95% nha. Chỉ có cha Thượng Đế mới biết ngày nào nha quý vị, 25, 23 không biết. Đừng có đón làm bậy. Con Thiên Bích Đào chào yêu thương nhiều. Phong thần 2 chứ đâu có phong thần 3 quịch Thanh nói. Mình đang ở phong thần 2. Mấy anh lấy đồ ăn ăn em. Cháo rồi ngon mà. Hả? Ăn rồi hả? Cái con người mà lúc đầu nói là từ thiện không đồng không giờ buôn bán là hết sai. Cách đơn giản để nhận thức. Cái chuyện này để giúp Phương Linh 100.000 đô trong những đầu lập cái quán không đồng á, là cái căn bản làm từ thiện không ai bây giờ có ý nghĩ mà đòi lại hết. Tự nhiên chế ra nói là mình cho mượn ha, đòi lại không bao giờ có. Cái căn bản người đời thôi, có tiền cho gái có đòi được không? Ai ngu mà đi làm từ thiện cho tiền ra nghĩ đòi lại bao giờ. Chuyện này có hàng tỷ đô đâu có cần đòi lại 100.000. Cho nên hôm nay Cộng sản đã dính líu vô trong cái chỗ Phương Linh này rồi. Giờ cô này đã thành tà rồi đó. Cho nên bớt nói đi. Càng có nhiều công đức, còn nói nhiều mà mất công đức gán chịu. Còn muốn buôn bán muốn gì đã nó không đồng thì mãi mãi sẽ là không đồng. Còn khi mà người ta mà hôm nay mà buôn qua bán lợi này nọ là không đúng. Nên làm chuyện đạo á, mình chỉ tính khúc nào thôi chứ không có tính. Nói làm sao phải làm vậy, bất chi bất dịch đó. Còn mấy cái nói tiếng thiên đó đâu á, ma quỷ nhập vô cũng nói tiếng tầm bậy cũng được vậy. Việt Nam mình nhiều cũng ngộ mấy cái chuyện mà dễ ợt mà cũng bị cũng không có nhận thức ra được. Còn con ở Thiên Đông có ai tới làm phá bao giờ. Còn làm gì á mà bỏ cái tên mình lên clip để cô view. Tên này là tên không phải cô view. Càng làm những cái tâm mà bất chính đó, càng bị tội á, nghiệp á. có bị ma nhập đâu. Nó ngủ rồi bác sĩ rồi bị nó bị gì chứ nó đâu bị dâm đâu. Dâm gì nhầm đứng gần chỗ này, mấy đứa mà bị dâm nó đứng gần nó sợ gì lắm, nó không có dám tới. Còn này đâu bị dâm đâu, bị dâm không có ghen chỗ này đâu. Thì bây giờ có thể con dâm nó đứng với cầu thang nó chờ mình chút đi nhận xuống rồi nó hiện giờ không thấy đâu biết không. Đúng rồi. Rồi vậy thì xin bác sĩ coi bác sĩ nói gì chứ mình đâu. Mình chỉ đuổi được mấy ma thôi, mình đâu thấy ma theo nó đâu. Cái chuyện đó mình đâu biết nó bị gì khác. Thì ở cái bác sĩ nói gì? Ở thì nó đâu bị gì? Hỏi câu gì? Đâu bị mình ma đâu, không có gọt, không có nói gì. Bỏ tay ngồi giống này chút chuyện ngồi giống đó đang quay. Có người là Trần Văn Đắng. Chú ơi, con bị tai nạn giao thông, giờ con nằm một chỗ không đi được, con bị nhân quả gì vậy chú ơi? Thì lấy cuốn kinh ra đọc rồi con lái xe cẩn thận. Cái nghiệp nó đổ á, mà mình chưa biết tu á, nó đổ mạnh, không biết tu nó đổ nhẹ rồi. Này, sáng đọc kinh giờ đứa nào nãy giờ cũng đói bụng hết à. Không nhận mỗi lần đọc kinh xong mình đói bụng ha. Nó còn có thấy vậy không? Lâu chủ nhật mình hay trò đọc kinh bữa. Sáng đọc kinh vui lắm. Trời ơi, mấy chư thiên đầy hết. Sáng đây nè, mấy chư thiên ở trong cái phòng này là nhiều. Chứ được cái hình của nó, được cái tên của nó, rồi mình hỏi mấy vị coi nó bị gì. Nhiều khi nó có cái gọi là có cái linh căn đó, Nhiều khi có ai muốn mượn xác nó. Mình không biết, nhưng mà phải cho cái tên với cái hình đó, mình coi nó thuộc về cái cõi nào. Tức là mà đúng rồi, tức là không có ngủ hả? Dạ. Nó nói tiếng gì? Nó tiếng Thiên à? Nó tiếng Việt. Cái việc lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, nhưng mà câu hỏi gì là nó hỏi suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Nếu mà ma mình nhập nó mà nó còn nhịp chân chỗ này là chắc nó không biết trời đất tại gì á. Thật sự mấy người bị dâm nhập nó không có nhắc tới gần kịp. Nhỏ này không bị gì hết. Dễ thương mà nó cười. Nhưng mà đêm nào nó thích nó cũng nói chuyện hết hả? Không phải, mới khoảng 2-3 đêm nay là mấy hôm trước á là cũng có đêm á, mỗi đêm thì nó cứ hết cái chuyện này cái chuyện kia thôi. Con nói, con đêm con nói gì đi, con nói đi, cho thầy nghe đi, để thầy. Nó quên rồi. Nó tiếng Thiên tiếng gì đấy. Nó cũng dễ thương mà, để ngồi gần cho nó có một chút. Hồi xưa nó là 70 phân mà nó xuống còn xuống 20 phân. Để nó ngồi gần để chìm điện cho nó. Dạ. Tại vì có 7 dòng màu vàng, đứa này là được điện nhiều bữa nay. Nếu mà tối nay mà nó còn nói nữa là coi như là bất trị nó nghe con. Dạ đi. Thật sự nhiều lúc á, mấy đứa này nó có linh căn á. Trong tương lai nó sẽ là một người đó, cũng không chừng nữa. Chứ còn giọng đến nó không có bị giọng lên. Mà khi mà nó nói xong rồi nó nhớ hết cái gì là nó nhớ hết đó thầy, nó không quên. Giờ con nói đi. Nó ngại nó không nói. Giờ con nói thử đi. Bé nói đi. Bé nói cái gì hồi tối á, một câu hỏi gì mà nó hỏi ngày hoài tới suốt mấy tiếng đồng hồ. Hả? Nó quên hết rồi. Biết ra không? Biết hát không? Hát bài đi. Hát lại chàng bài gì đi. Hát mấy bài đi thầy chữa bé lắm. Thầy, mình không phải thầy chữa nha. Mình cũng không phải là thầy nha, mình chỉ là người truyền tin thôi à. Không phải thầy pháp, thầy ăn, thầy giáo, thầy gì. Đừng có lộn nha. Là kéo ủng ủng tới đây tôi không biết chị đâu. Chỉ có một cái là mấy ma rồi á, thương tôi lắm, nể lắm. Nhưng người nào bị ma nhập á, lại gần kiệt á, kỹ năng nỉ ma đã đi liền rồi. Thiệt á, khỏi mình tốn cái nhang nào á. Mà không, mày đi đi, nó nể mình thôi. Thôi, nghe bác thì nói nó dễ bị nhập vô. Không có, nó không có bị vậy. Còn vô á, vô làm mẹ, vô có biết đọc kinh không? Dạ cũng có đọc, nhưng mà bận. Trả lời hơi nhẹ nha, có hay là không? Hồi đó có, nhưng mà bây giờ thì không. Hồi nhỏ có, là bây giờ tặng 4 kinh à, về đọc. Khi đọc kinh trong nhà thì nó tự động nó hết. Cho nên mình... Chỗ ở cái gì không vậy thầy? Mình đâu phải thầy không nghĩ đâu. Thôi rồi con không có gì hết, đọc kinh đi. Mình nhớ về đọc 4 kinh. Cảm ơn thầy. Khi trong nhà có gì thì đọc kinh cũng hết. Để mà hồi sáng là mình đọc kinh với mình nói về tất cả các đạo để mình có sự so sánh. Chỉ cái đạo Thiên Tâm sau này là từ bi nhất, nó khác hơn những cái đạo khác. Và đạo Thiên Tâm sau này tất cả họ thiên theo 12 giới luật của Thiên Tâm và thống nhất thế giới, đúng không? Thì mình có so sánh là những cái đạo lớn như thế giới, đạo Công giáo, đạo Hindu, thì tất cả các con là phải có chánh kiến. Đừng có tin những gì mà sư phụ nói mà phải nhìn thực tế. để coi mình đang có lên thiền bát nhã có đúng không, hay là lên cái xuồng lá nữa. Thì Hù chỉ giải thích để cho, tại vì không phải là mình theo đạo họ Thiên, chỉ lấy họ Thiên thì mình nghĩ gì mình về trời đâu, không có chuyện đó à. Đúng đó. Từ đầu là có bi Chí Dũng là giàu ở đó rồi, rồi Hù cho sự so sánh.